Hé lộ góc khuất, ít ai biết về sai phạm rất nghiêm trọng của ông Lê Thanh Hải từng chỉ đạo ở Thủ Thiêm. Thưa quý vị, theo tờ VN Express, trong 15 năm làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân rồi là Bí thư Thành ủy, ông Lê Thanh Hải có hàng loạt chỉ đạo làm khu đô thị mới Thủ Thiêm biến dạng. Ông Lê Thanh Hải, hiện 74 tuổi, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 đến năm 2006. Sau khi được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, ông được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 10 năm, từ 2006 đến 2015. Thời kỳ ông Hải là lãnh đạo cao nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng là lúc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 bắt đầu được triển khai. Ông Hải đã ký nhiều công văn, chỉ đạo liên quan việc quy hoạch xây dựng khu đô thị được kỳ vọng hiện đại nhất Đông Nam Á. Sau hàng chục năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Lê Thanh Hải và hàng loạt cán bộ chủ chốt của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong quyết định 367 năm 1996, Thủ tướng phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm quy mô 930 ha gồm khu đô thị mới 770 ha và khu tái định cư 160 ha nằm giáp danh thuộc địa bàn phường An Khánh, An Lợi Đông, Bình An, Bình Khánh và Thủ Thiêm. Tuy nhiên, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và tài liệu của VN Express, trước khi quyết định của Thủ tướng ban hành, Thành phố Hồ Chí Minh đã giao 23,3 ha đất ở phường Bình An cho 5 doanh nghiệp đầu tư dự án kinh doanh nhà ở, khu vui chơi, giải trí, thương mại. So với quy hoạch được phê duyệt, diện tích khu đô thị mới Thủ Thiêm đã giảm 26,3 ha, bao gồm 3 ha mặt nước. Để bù vào phần hụt này, ngày 16 tháng 9 năm 1998, theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Kiến trúc sư trưởng thành phố phê duyệt quy hoạch 1/2000 có nội dung bổ sung danh quy hoạch khoảng 4,3 ha đất phía Bắc thuộc một phần khu phố 1 phường Bình An. Thị trường đất quận 2 bắt đầu bát nháo. Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 22 tháng 2 năm 2002, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn có công văn 190 cho thu hồi 930 ha thuộc các phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh, An Lợi Đông và Thủ Thiêm, lúc này đã đổi thành quận 2 để chuẩn bị cho việc xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong kết luận 1483 ban hành ngày 4 tháng 9 năm 2018, Thanh tra Chính phủ xác định có 51 dự án nhà ở, văn phòng, khu vui chơi giải trí, công trình công cộng, với tổng diện tích khoảng 144,6 ha trên đất tái định cư. Chủ trương này của thành phố còn có nhiều vi phạm như giao đất không qua đấu giá, giao đất không đúng với giấy phép kinh doanh, không đúng thẩm quyền, không có quy hoạch chi tiết 1/2000 được duyệt, chưa ký hợp đồng thuê đất vẫn cho phép sử dụng. Chưa kể các dự án này khi triển khai đã lấn sông xây dựng công trình sai quy hoạch, vượt số tầng, tính toán tiền sử dụng đất sai. Thanh tra Chính phủ cho rằng các sai phạm của thành phố Hồ Chí Minh đã phá vỡ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt, thể hiện sự buông lỏng quản lý sử dụng đất. Đây là nguyên nhân khiến cuộc sống nhiều người dân bị ảnh hưởng, khiếu nại kéo dài, việc xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm bị đình trệ. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Thanh Hải là người chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy. Ông Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Nguyễn Thị Hồng, ông Lê Văn Khoa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Hùng Việt, nguyên Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công. Hành vi của ông Hải và những cựu lãnh đạo thành phố được cho là gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội. Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp tại thủ đô Hà Nội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Thanh Hải đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước,
quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại đảng bộ, chính quyền thành phố, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của nhà nước để xảy ra nhiều vụ án hình sự, trong đó có vụ án rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật, bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng. Trong thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh về ông Thích Minh Tuệ, người tự xưng là tu sĩ Phật giáo, đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Qua nắm bắt tình hình ban đầu, Ban Tôn giáo Chính phủ xác định ông Thích Minh Tuệ có tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Quan trọng hơn, ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Thích Minh Tuệ đã thực hiện hành trình đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại 3 lần trước đây theo hình thức tụ tập hạnh đầu đà nhưng không thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, trong lần thứ 4, hành trình của ông đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng, có thời điểm lên tới hàng trăm người theo dõi và đi cùng, gây ra ảnh hưởng đáng kể đến an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các địa phương. Đoàn người đi theo ông bao gồm tín đồ Phật tử, người hiếu kỳ cùng các nhóm TikToker, YouTuber quay clip, livestream, tạo nên hiện tượng Thích Minh Tuệ trên mạng xã hội với nhiều bình luận đa chiều. Trước tình hình trên, Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu Ban Phòng Tôn giáo Sở Nội vụ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các sở ngành chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ khi ông Thích Minh Tuệ đến địa phương. Cần đặc biệt chú ý không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đồng thời cần ngăn chặn việc các thế lực xấu lợi dụng tình hình xúi dục và lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Ban Tôn giáo Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam để hướng dẫn tăng ni Phật tử tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các địa phương cần vận động chức sắc, tín đồ và quần chúng nhân dân không tập trung đông người nơi công cộng, tránh gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Cùng ngày, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi công văn đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố. Nội dung công văn nêu rõ, trong thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh về ông Thích Minh Tuệ, người tự xưng là tu sĩ Phật giáo, đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Thượng tọa Thích Đức Thiện khẳng định, sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất kỳ ngôi chùa hay cơ sở tự viện nào thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng cảnh báo người dân và Phật tử không ngộ nhận ông Tú là nhà sư. Công văn nhấn mạnh, lần này một số người đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú để tạo sự hiếu kỳ, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và có nhiều bình luận xuyên tạc về đời sống tu hành của tăng ni, Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong một video chia sẻ trên mạng xã hội, ông Tú cho biết mình không phải sư cũng không phải thầy, chỉ là công dân bình thường. Ông khẳng định, con chỉ đơn giản là học theo Phật, không muốn mượn hình ảnh của các tỳ kheo, nhà sư để mọi người nói đi lừa đảo, lấy tiền bạc hay làm những điều sai trái. Trương Mỹ Lan ăn năn hối cải, liệu có thoát án tử? Quý vị thân mến, chúng ta vừa chứng kiến một đại án vô cùng lớn trong lịch sử của Việt Nam về tham ô, chấn động trên toàn thế giới. Liên quan đến vụ án này cũng có rất nhiều các quan chức có liên quan đã bị điều tra xử lý nghiêm minh theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Mới đây, theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Pháp giai đoạn 2, đồng thời đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vạn Thịnh Pháp bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh trên. Kết luận Cơ quan Điều tra Bộ Công an xác định
trong việc phát hành 25 gói trái phiếu khống, 308.691.388 trái phiếu không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh khoản của 4 pháp nhân: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng. Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư. Bên cạnh đó, hành vi rửa tiền đối với số tiền hơn 445.747 tỷ đồng, trong đó có hơn 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham mô tài sản của ngân hàng SCB và hơn 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với số tiền hơn 4,5 tỷ đô, tương đương với 106.000 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, nguồn tiền phạm tội tham mô tài sản tại ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu được Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút tiền mặt, chuyển nộp vào tài khoản đứng tên các cá nhân tổ chức, chuyển giữa các tài khoản, sử dụng thanh toán cho các khoản chi cho mục đích khác nhau. Theo đó, số tiền này được dùng để trả gốc, lãi trái phiếu, chi trả nợ các khoản vay của SCB, chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của ngân hàng, chi cho dự án đang triển khai dở dang như dự án Mũi Đèn Đỏ. Bên cạnh đó, số tiền này còn sử dụng để trả các khoản vay của các ngân hàng khác, chuyển tiền ra nước ngoài, chuyển khoản thanh toán các khoản chi cá nhân của Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ, chồng của bị cáo Lan. Theo kết luận điều tra, Trương Mỹ Lan khai rằng tiền nhận từ nước ngoài chuyển về Việt Nam là tiền vay, còn tiền chuyển ra nước ngoài là tiền trả nợ. Để chuyển được tiền ra nước ngoài hoặc nhận tiền về Việt Nam, Trương Mỹ Lan đã giao cho những người tin cậy và lãnh đạo ngân hàng SCB lập các hợp đồng khống, mua bán cổ phần, góp vốn, tư vấn vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức nước ngoài. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài. Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Trương Mỹ Lan là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các bị can có liên quan tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền 4,5 tỷ đô. Trong đó, theo cơ quan điều tra, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã sử dụng nhiều hợp đồng khống chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ đô, số tiền hơn 3 tỷ đô được chuyển ngược về Việt Nam làm trái pháp luật. Tại bản kết luận điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra cũng nêu rõ xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, có nhân thân tốt. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình. Chúng tôi và cả quý vị hãy cùng chờ đợi bản án thích đáng nhất dành cho Trương Mỹ Lan. Ông Đoàn Ngọc Hải nhận mưa gạch đá vì ra mặt bênh vực chùa Ba Vàng, khẳng định trụ trì đúng khi nhận tiền cúng dường. Những ngày vừa qua, vụ việc chùa Ba Vàng nhận tiền cúng dường của Phật tử đã gây nhiều tranh cãi. Dư luận cho rằng người xuất gia không nên đặt nặng vấn đề vật chất, nhưng hành động các sư thầy dùng tay nhặt tiền từ người dân được cho là khá phản cảm. Về phía chùa Ba Vàng, đại diện phát ngôn khẳng định hoạt động cúng dường là truyền thống tốt đẹp, được phổ biến ở nhiều quốc gia, không chỉ riêng Việt Nam. Chùa Ba Vàng nói thêm, tiền vật chất do Phật tử cúng dường sẽ đưa vào quỹ an sinh xã hội theo đúng quy định pháp luật. Trong lúc vụ việc vẫn chưa ngã ngũ, mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã lên tiếng khẳng định chùa Ba Vàng đã làm đúng. Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 phản bác các bình luận tố thầy Thích Trúc Thái Minh lạm dụng chức quyền, chiếm tiền làm của riêng. Đặc biệt, thông tin sư trụ trì có quan hệ bất chính với phụ nữ đều hoàn toàn bịa đặt. Bên cạnh đó, ông Hải cũng không tiếc lời khen ngợi về tài năng, học thức cũng như sự nỗ lực đưa chùa Ba Vàng trở thành quần thể tâm linh lớn nhất Vịnh Bắc Bộ hiện nay. Ông Đoàn Ngọc Hải nói thêm, việc thầy Thích Trúc Thái Minh tài giỏi và nổi tiếng nên không thể tránh khỏi bị đố kỵ, ganh ghét. Thầy Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã cùng các Phật tử hoan hỷ và làm rất đúng. Nhìn lòng dân cực kỳ hân hoan thì chứng tỏ thầy Thích Trúc Thái Minh đã đúng. Chúng ta không nên lý luận nhiều và vòng vo nữa. Lòng dân là thước đo chính xác nhất. Đối với tôi, chỉ có đúng hoặc sai, chứ không có chuyện phù hợp hay không phù hợp. Hành động này của ông Đoàn Ngọc Hải đã bị cộng đồng mạng đém đá vì cách cúng dường của chùa Ba Vàng. Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đã đăng đàn mỉa mai. Cư dân xứ chùa Ba Vàng
và cái nhà anh Thái Minh trời trội có số má. Nghề tu cũng lắm công phu, cư dân xứ Chùa Vàng thì nhất rồi, như một thế giới riêng, như có một luật lệ riêng, có số má về độ chơi trội, chơi tâm linh hệ nạng đô, chơi thời trang sặc sỡ, chơi lễ nghi không giống cư dân xứ nào. Dưới sự thống soái của đại ca Thái Minh, cư dân Ba Vàng nổi ầm ầm từ đời thực đến cõi mạng, giúp thay đổi suy nghĩ về tu hành, chẳng buông chẳng bỏ gì sắt, cứ ăn sung mặc sướng, trang hoàng lộng lẫy. Phật bảo chẳng thấy đâu, thấy tăng bảo là chính, còn pháp bảo thì à mà thôi, chuyện này chúng sinh biết nhiều rồi. Hết thỉnh oan gia trái chủ để gọi vong, hết đưa một cô Phật tử chễm chệ trong chùa tắc oai tắc quái giảng Phật pháp lẽ đời. Mà giảng đâu, sai đấy, giảng đâu tục đấy, hết tập trung đông người để cầu nguyện cho Covid không đến, gần như những cư dân xứ Ba Vàng vẫn không thôi việc muốn gây chú ý bằng vụ cúng dường nhận tiền nổi đỉnh nổi đám. Vụ cúng dường nhận tiền với tên gọi lễ xuất bát cúng dường trong ngày lễ Vu Lan đang lên mạng rộn rã, đến mức đoàn kiểm tra tỉnh Quảng Ninh yêu cầu gỡ bỏ các clip này, cũng như yêu cầu những công dân xứ chùa Ba Vàng phải rút kinh nghiệm. Lễ xuất bát cúng dường rộn rã lắm, hàng nghìn con người tập trung đông đúc, già cả, lớn bé, gái trai, hơn hai giới tính thập loại chúng sinh quần tụ đủ. Họ xếp hàng hai bên đường, người đứng kẻ quỳ khi đoàn cư dân chùa Vàng đi qua. Tặng hoa, trong đó có những đồng tiền dắt vào như tặng cho ca sĩ phòng trà. Các cư dân chùa Ba Vàng cười hoan hỉ với một mùa Vu Lan bội thu tiền tiếp, hề hà đăng lên mạng khoe rầm rầm. Đấy, cứ ngỡ tháng 7 là tháng tri ân khách hàng, nào ngờ tháng 7 lại vẫn cứ là tháng mừng tuổi. Cái nhà anh Thái Minh này được cái giỏi, tại hạ bái phục. Vụ tham ô tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển rút 50 tỷ đồng là nhiệm vụ thủ trưởng giao và phải hoàn thành. Quý vị và các bạn thân mến, dự kiến sáng mai, Tòa án Quân sự Quân khu Thủ đô sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát Biển Nguyễn Văn Sơn trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển thuộc Bộ Quốc phòng trong vụ án tham ô tài sản số tiền 50 tỷ đồng. Cùng hầu tòa về tội danh trên gồm các bị cáo Hoàng Văn Đồng, cựu Trung tướng, cựu Chính ủy Cảnh sát Biển, Doãn Bảo Quyết, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Chính ủy Cảnh sát Biển, Phạm Kim Hậu, cựu Thiếu tướng, cựu Tham mưu trưởng Cảnh sát Biển, Bùi Trung Dũng, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Tư lệnh Cảnh sát Biển, Nguyễn Văn Hưng, cựu Đại tá, cựu Phó Tư lệnh Cảnh sát Biển và Bùi Văn Hòe, cựu Thượng tá, cựu Phó trưởng phòng Tài chính Cảnh sát Biển. Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hòe, cựu Thượng tá, cựu Phó trưởng phòng Tài chính Cảnh sát Biển. Thẩm phán Đại tá Phạm Minh Khôi là chủ tọa phiên tòa, thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động xét xử là hai sĩ quan thuộc Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội Biên phòng. Có 8 luật sư tham gia phiên tòa để bào chữa cho các bị cáo. Bị hại trong vụ án là Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, tháng 6 năm 2020, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu làm đơn gửi cơ quan chức năng kèm hai băng ghi âm thể hiện có tiêu cực, tham nhũng của bản thân và một số người là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển. Đầu năm 2022, vụ án được khởi tố. Nội dung cáo trạng nhận định, năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển phân bổ 150 tỷ đồng ngân sách nhà nước cho Cục Kỹ thuật để mua sắm vật tư thiết bị. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn khi đó gặp và chỉ đạo Đại tá Nguyễn Văn Hưng, khi đó là Cục trưởng Cục Kỹ thuật Nội dung, phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng trả lời, Cục Kỹ thuật chưa bao giờ làm việc này nên muốn rút ra 50 tỷ đồng cần có sự thống nhất trong Thủ trưởng Bộ Tư lệnh. Sau đó, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã tạo điều kiện cho Cục Kỹ thuật bằng cách chỉ đạo phân bổ thêm 29 tỷ đồng, khiến ngân sách đơn vị này tăng lên 179 tỷ đồng. Xác định việc rút 50 tỷ đồng là nhiệm vụ thủ trưởng giao và phải hoàn thành. Tháng 4 năm 2019, tại phòng ăn của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cùng Trung tướng Hoàng Văn Đồng và ba thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phạm Kim Hậu, Bùi Trung Dũng nói về việc rút 50 tỷ đồng ngân sách phân bổ cho Cục Kỹ thuật. Những người có mặt đều đồng ý nên Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo Đại tá Nguyễn Văn Hưng thực hiện. Tiếp nhận chỉ đạo của Tư lệnh, Đại tá Nguyễn Văn Hưng yêu cầu 6 trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật phải rút đủ 50 tỷ đồng. Khi các trưởng phòng phản ứng là khó rút tiền thì Đại tá Nguyễn Văn Hưng yêu cầu phải xác định việc rút lại 50 tỷ đồng là nhiệm vụ thủ trưởng giao và phải hoàn thành. Sau đó mỗi trưởng phòng dưới quyền Đại tá Hưng được giao chỉ tiêu phải rút ruột từ 50 triệu đồng đến 25 tỷ đồng để đủ mức 50 tỷ đồng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu. Những trưởng phòng buộc phải phân chia nguồn ngân sách thành 29 gói thầu, trong đó có 9 gói giá trị dưới 10 tỷ đồng để Tư lệnh Cảnh sát Biển phê duyệt, không phải báo cáo Bộ Quốc phòng. Đồng thời họ đặt vấn đề với các nhà thầu để nâng giá nhằm hỗ trợ đơn vị có nguồn quỹ vốn sử dụng vào mục đích phúc lợi. Sau đó 24 hợp đồng được Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển ký với 16 doanh nghiệp, qua đó giúp rút ruột ngân sách 50 tỷ đồng.
Có số tiền này, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn chia cho mình và 4 đồng phạm là Trung tướng Hoàng Văn Đồng và 3 thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phạm Kim Hậu, Bùi Trung Dũng, mỗi người 10 tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện, các bị cáo đã nộp lại số tiền tham ô. Đối với 6 trưởng phòng thuộc Cục Kỹ thuật, cơ quan tố tụng xác định, họ có mối quan hệ lệ thuộc, thực hiện mệnh lệnh cấp trên, không có động cơ vụ lợi và không biết số tiền 50 tỷ đồng sau đó bị chia cá nhân nên không bị xử lý hình sự. Phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo nói Hà Nội không thiếu trường. Thưa quý vị và các bạn, nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đặt câu hỏi về quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn Hà Nội. Việc phụ huynh học sinh phải xếp hàng nộp hồ sơ từ sáng sớm cho con đi học trong thời gian vừa qua. Trả lời chất vấn của đại biểu, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, trên các phương tiện truyền thông đại chúng có phản ánh việc phụ huynh xếp hàng từ sáng sớm dành suất vào lớp 10 cho học sinh ở một số trường tư thục. Vị lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội thông tin, khi nhà trường công bố kết quả, các học sinh không được vào trường dẫn tới một số phụ huynh bức xúc. Ông cho biết ở Hà Nội không thiếu chỗ học. Chắc chắn là một số trường có uy tín đào tạo nên phụ huynh tin tưởng nên bằng mọi giá gửi con em mình vào học. Vì vậy họ xếp hàng từ sáng sớm mong muốn con có suất vào trường, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội nhận định. Ông Cương cũng cho biết ngành giáo dục thủ đô đã chấn chỉnh tình trạng này, thời gian tới thành phố sẽ tuyển sinh trực tuyến để góp phần giảm vất vả của các phụ huynh. Cùng với đó, sở này cũng đã làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quận huyện bàn phương án thu hồi các dự án treo để dành quỹ đất xây dựng các trường công lập. Theo người đứng đầu Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, hiện nay thành phố có 2.845 trường học ở 30 quận huyện, thị xã. Số trường học sẽ tăng dần theo từng năm. Mỗi năm sẽ tăng từ 30 đến 35 trường học mới, đủ chỗ cho học sinh học tập trong giai đoạn hiện nay. Trước đó, như đã phản ánh, ngay sau khi Sở Giáo dục Đào tạo công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập Hà Nội năm 2023, nhiều phụ huynh có con thi trượt đã cuống cuồng tìm trường tư thục để đăng ký cho con xuất học. Điều này đã dẫn đến tình trạng hai ngày qua, phụ huynh đứng kín cổng một số trường vì lo hết chỉ tiêu. Hơn 100 phụ huynh vây kín cổng trường trung học phổ thông Hoàng Cầu mong giành được một suất nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con. Cùng thời gian, cảnh tượng này cũng xảy ra ở trường trung học phổ thông Tạ Quang Bửu. Ở diễn biến ngày qua, hàng trăm phụ huynh có con đạt 41 điểm trở lên nhưng trượt nguyện vọng 1 đã đổ ra cổng trường trung học phổ thông Phan Huy Chú từ 2 giờ sáng để giành một suất lớp 10 cho con. Mặc dù phải đứng từ nửa đêm nhưng nhiều phụ huynh vẫn ngậm ngùi ra về vì trước 8 giờ sáng trường này đã nhận đủ chỉ tiêu còn lại.